Mà chào các bác nhá, em là Duy, chuyên bán trường kỷ ở xã Nhân Khang. Bây giờ em view hai bộ trường kỷ gỗ gụ, một bộ đã hoàn thiện sơn BU và một bộ em mới lót một nước phủ BU thôi. Thì các bác ạ, cái bộ này quy cách như thế này, nó dài 2m27 nha các bác. Mặt ghế sử dụng 52cm. Bộ này không có đôn các bác, chỉ có một bàn thôi. Đấy, chân 13 chỉ nha các bác. Từng đường nét, từng chi tiết làm rất là tỉ mỉ các bác. Yếm hình thức là rơi ngậm thọ, tay cuốn đục xoắn ốc các bác, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên, đá sơn BU đã hoàn thiện đấy các bác. Ở đầu tay cuốn ngang thì nó có cái họa tiết tùng cúc trúc mài. Bên này để em quay, đây là cái yếm bạc cũng là rơi ngậm thọ các bác. Đấy, cái tay cuốn của nó thì dài theo chiều ghế, còn chiều dày á và bề ngang á, dày là 11 phân nha các bác, ngang là 16 phân. Ván đục hình thức lòng chảo bóng kênh. Đấy, các bác thấy không, sắc nét không, tươi giói luôn. Đây là hoa cúc, hoa sen và tùng. Bên này thì sẽ là trúc, trúc các bác. Đấy, sen, sen luôn luôn ở giữa và mai. Đấy, các bác thấy không? Từng đường nét, từng cái chi tiết đục rất là ngọt ngào và mềm mại các bạn, tinh xảo. Và quê em thì cả làng đóng trường các bạn và cả làng bán trường luôn, nên là giá nó luôn luôn đồng đều các bạn. Thì cái bộ này là hoàn thiện, em bán với cái giá dưới 36 triệu các bạn ạ. Đấy là chưa tính tiền phí giao hàng các bạn. Thì em đi sâu vào cái bộ bên trong này, em quay em so sánh luôn. Cái bộ bên trong này nó chưa hoàn thiện nên nó rẻ hơn các bác, nó rẻ hơn khoảng 2 hoặc 3 triệu gì đó. Nhưng mà chúng em cẩn thận là lót một nước BU, bởi vì cái hàng kỹ, hàng VIP thì lót một nước BU thì nó sẽ giảm nứt, nó bảo quản tốt hơn. Đấy, cho khách quen, khách yêu thích đồ gỗ. Đấy các bác, đẹp không các bác? Chỉ nổi. Hai bộ này có một điều đặc biệt là chỉ nổi các bác. Đấy, trưa nay em mới về, em về em nghỉ ngơi rồi, giờ em mới có thời gian em quay đấy. Đấy, cái chỉ nổi là nó như thế này. Các bác để ý cái tay cuốn của tay em này. Đây, cái chỉ của nó này. Cái chỉ này là nó theo tay cuốn nha các bác. Là cái gỗ của tay cuốn chứ không phải của yếm, không phải của yếm bàn. Đấy, không phải của yếm ghế. Đấy, các bác thấy không? Gỗ tươi hoàn toàn tự nhiên. Cái mặt ghế này là gỗ liền nha các bác, không chắp ghép nha các bác. Từ cây gỗ lớn. Chúng em đi ra Hải Phòng hoặc xuống Nam Định em mua cả công gỗ về, thì cây nào lành lặn thì chúng em sẽ làm mặt, cây nào là nó nứt dập hay là thối thì chúng em sẽ cưa ra để làm những cái công việc nhỏ hơn, ví dụ như tay cuốn hoặc là thang đố. Đấy, cái mặt dưới của bàn là như vậy, nó cũng là gỗ liền luôn chứ không có chuyện gỗ ghép đâu các bạn. Này là gỗ nạc 100%, không có rác. Cái rác là tức là cái bìa, cái bìa, cái vỏ cây các bạn. Nhà em ba đời gắn bó với nghề gỗ rồi, từ thời ông nội em, thời bố em. Bố em là một quái kiệt về thợ mộc, nhưng cụ cũng đi xa rồi. Giờ em thì có chút học hành một chút thì em cũng muốn duy trì cái tinh thần hiểu về gỗ, yêu gỗ. Em nhảy ra em buôn bán các bác. Đấy, các bác đến bên em thì yên tâm về giá thành nhá, hài lòng về chất lượng phục vụ. Em pha trà, nước, thuốc cho các bác. Thậm chí là các bác thích uống cà phê em cũng pha luôn, bởi vì em cũng là một người đam mê cà phê. Đấy, yêu sự mộc mạc các bác. Đấy, các bác thấy không? Đây là cái cửa hàng của chúng em. Cửa hàng của chúng em thì rất là rộng, nó đứng đầu cái xã Nhân Khang này, nó gần đường liên xã. Cái mặt đường của nó là dài 7m2, hai xe tải tránh nhau thoải mái. Chúng em xuất hàng hàng ngày ở đây. Giờ trưa họ chắc còn ngủ nên họ ít ra được. Đấy các bác ạ. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.